Giờ nãy có một ngự thú rất mạnh chết cách chúng ta không xa. Thần thú cường đại, lẽ nào là thủ hộ thú anh thiên thụ của khu Nghê Hồng? Chuyện gì vậy chứ? Anh thiên thụ có phẩm chất sử thi cấp 54, hơn nữa tốc độ khôi phục cũng không yếu. Lẽ phòng ngự làm sở trường, ai có thể giết chết nó như vậy chứ? Bỏ đi, xử lý chuyện trước mắt trước. Tới mức nào hay mức đó. Đức xin lỗi vì đã không mời mà tới ngài Bình Tướng Môn. Chuyện là trước có gặp tập kích, mà sát thủ lại là người của khu Nghê Hồng, vì để giữa hai chúng ta không xảy ra thêm hiểu lầm nào nữa, cho nên đặc biệt tới đây hỏi tình hình. Đây là ghi chép thẩm vấn, mời ngài xem. Danh xưng ngự thú Thử Xà, cấp bậc cấp 47, phẩm chất sử thi, năng lực dịch độc ăn mòn level 3, độc cụ khô cằn level 3, thao túng độc vật level 3, tốc độ nhanh nhẹn level 3, thuộc tính hệ độc, đặc tính quái vật lây nhiễm kịch độc, độc tính mạnh liệt, biến dị sinh ra hiệu quả mạnh mẽ hơn. Hiệu quả 1, hiệu quả bị động, tất cả năng lực thuộc hệ độc cộng 1 cấp. Hiệu quả 2, hiệu quả chủ động, có thể dẫn bạo độc dụ độc dịch, tạo thành hiệu quả phá hủy mãnh liệt trong một lần. Căn cứ theo trình độ nồng độ thuộc tính độc mà đối thủ bị nhiễm mà sẽ có quy lực khác nhau. Sơ lược về quái vật, do linh quỷ kê tinh và xà quái mộ quỷ hợp thể biến thành hình tượng nửa dưới là rắn, nửa trên là gà, thích sống trong quả sơn, nơi Thử Xà sống trăm dặm xung quanh không có sinh khí, cây cỏ khô héo, độc khí lan rộng, thuộc vào dạng vật kịch độc, lúc đó ngủ đông sẽ vô ý thức tự nhiên phát ra kịch độc từ trong cơ thể, từ đó dẫn bạo quả sơn tạo thành núi lửa phun trào. Ta sẽ cho cậu một câu trả lời. Ai vô, tiếng qua của ngài tốt quá. Trước đây ta từng du học ở Hoa Hạ. Tuy ngự thú của ta vừa lên đã bị đánh trọng thương, nhưng ta vẫn có thể tin đây là chỉ là hiểu lầm. Hy vọng cuộc trò chuyện tiếp theo của chúng ta đây có thể tiến hành trong tình trạng sẽ không có hiểu lầm nào nữa. Mời ngài xem cái này trước. Đây là hình ảnh mà Flycam vừa chuyển tới. Anh qua thụ thần bị tập kích, địa chấn vừa này chính là do nó mà ra. Xem thiên đại người nữa. Hả? Đây chính là hình ảnh cuối cùng của Flycam chuyển tới trước khi bị quỷ tiến hành nhận diện khuôn mặt trong phạm vi toàn thế giới. Kết quả không tra ra người này. Chúng ta sử dụng hệ thống tiên tiến nhất, không thể xuất hiện lỗ hổng. Cho nên kết quả chỉ có một khả năng. Lẽ nào là đám người đó? Trước đó lúc gặp được Bắc Thanh Nghiên, mình đã đoán trước kia trái đất nhất định từng tồn tại một văn minh ngự thú mạnh mẽ. Chỉ là sau đó vì một số nguyên nhân mà rời khỏi trái đất. Bắc Thanh Nghiên từng nói, bọn họ sẽ quay lại sau khi dần thích ứng sinh tồn ở trái đất sẽ quay về. Bây giờ xem ra, những người bà con cũ này tới với ý đồ không tốt rồi. Chiến lực hiện nay của chúng ta không thể cản được những người này. Còn mời cậu Cao nể mặt hai đại khu chúng ta như cây liền cành mà ra đây giúp đỡ. Tôi có hai yêu cầu. Thứ nhất, tôi sẽ không xuất hiện ngoài ánh sáng, các ông phải trực tiếp video nói chuyện với tôi. Thứ hai, nếu như kẻ địch quá mạnh, tôi xin lập tức rời khỏi khu Nghi Hồng. Tình hình có thay đổi, bây giờ không thích hợp tiếp tục chèn ép lão già này, nhưng muốn hợp tác cũng phải đảm bảo quyền lợi của mình trước. Không vấn đề. Chuyện không thể chậm trễ nữa, nhưng mong ông mau phái người đi, kẻ tới không có ý tốt, người phái qua đó thực lực không thể thiếu được. Quả thiệt, giờ lớn sẽ không nói chuyện với kiến cỏ, tôi sẽ đích thân đi. Đồng tượng, nơi này chính là tổ địa mà tiên tổ đã nói sao? Có lẽ là vậy. Đồng ma, phải nói thiệt tổ địa này quả thiệt rất giàu có. Dư Đa đã gặp ngay một con dương cấp, thực lực còn rất lợi hại, ít nhất cũng có phẩm chất 4 sao. Vẫn không phải đã bị độc nhãn cự ma của chúng ta trảm sao? Độc nhãn cự ma của ta là hệ kim, chuyên khắc hệ mộc.
Có người tới. Dân biển địa sao? Lần này lúc vào đây cha ta có kêu chúng ta dò xét thực lực của dân bản xứ. Nói thiệt, đám dân bản xứ này chỉ là đám di quân ban đầu bị chúng ta dứt bỏ thôi. Có thể có được cử sứ gì mạnh chứ? Hay, bọn họ không phải di dân, chỉ là ban đầu chúng ta. Đồng Ân, kêu Hắc Diện Lôi Ưng của ngươi đi xem thử lực lượng của chúng đi. Ừ, ta đã tới địa điểm dự tính, thấy chúng rồi. Tín hiệu như nào? Tín hiệu rất tốt. Tôi sẽ lại gần thêm chút nữa, thăm dò đối phương. Cậu Cao, nhờ cậu đó. Hả? Hắc Ưng kia, xem ra đối phương muốn thăm dò rồi. Sao có thể? Tín hiệu bị ngắt rồi. Bình tướng Mông đại nhân, chỉ là một cuộc gặp mặt, bình tướng Mông sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Tốt xấu gì cũng là một trong thập nhị nguyên lão của liên minh ngự sứ. Từ tốc độ và quy lực của tia chớp này, đối phương ít nhất cũng có thực lực dương cấp. Bắt được mục tiêu rồi, chúng đang đi đến thành phố căn cứ Đông Điền. Danh xưng quái vật độc nhãn cự ma cấp bậc 58, phẩm chất sử thi. Danh xưng quái vật hắc điện lôi điêu cấp bậc 57, phẩm chất hoàng mỹ. Danh xưng quái vật kim quang thánh linh tú cấp bậc 58, phẩm chất sử thi. Bốn ngự thú gồm ba sử thi và một hoàng mỹ cấp bậc đều nằm ở dương cấp. Danh xưng quái vật lục nha vạn tượng cấp bậc 59, phẩm chất sử thi. Cũng may không có chuyện thiết tinh anh, nếu không chỉ có thể trực tiếp chạy rồi. Theo lý mà nói, kiểu chính xác này nhất định sẽ phái chiến lực cao nhất đi, chứng tỏ đối với chúng ta mà nói, phẩm chất truyền thuyết cũng không phải là đá ngoài chợ. Vậy nếu như cùng cấp, những phẩm chất già vua,